Xin chào quý vị và các bạn. Đến với vụ án bưu điện cầu voi hôm nay, Diễm TTC xin gửi đến quý vị và các bạn cuộc tọa đàm của các chú cựu chiến binh, gồm giảng viên đại học Hoàng Anh Khiêm, chú cựu chiến binh Hà Huy Hoàng, chú Đỗ Hoàng Long, chú Phan Thành Quyến, chú Lâm Thanh Bình, chú Thanh Mai và chú Việt Hùng. Nội dung buổi tọa đàm hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rồi, con mời chú Khiêm ạ. Chú đây là có vài ý kiến ngắn thế này thôi. Dạ. Tức là năm ngoái đấy, là chú biết là làm một clip về cái quả báo pháp lý bộ cục bò voi này. Thì cũng vừa hay là ở Hà Nội đấy. Khoảng tháng 12 rồi đó, gần Noel, người ta phát hiện ra quả bom ở ngay khu Ba Đình, quả bom của Mỹ ngày xưa ấy. Bây giờ là khu Noel, thế nhưng mà cái bộ phận xây dựng này nó không xử lý được, cuối cùng phải giao cho cái bộ quốc phòng ấy, nó mang đi nó xử lý để cho an toàn khu phố gần quảng trường Ba Đình ấy. Thế thì liên hệ đến cái vụ án bưu cục bò voi này đấy, thì chú cũng thấy là đúng là quả bom pháp lý thật, mà nó cũng rất khó gỡ. Thế thì cái nút thắt của nó ở đâu, cái ngoài nổ của nó như thế nào, rồi cách tháo gỡ như thế nào đấy thì phải có chuyên gia. Mà theo chú là có ủy ban đặc biệt về hiến pháp, rồi quốc hội thành lập cùng với viện kiểm sát, cùng với bộ quốc phòng thành lập ban chuyên án đặc biệt thì mới uống được. Bởi vì là thế này, nếu mà cái thời điểm này đấy mà Hải, Hồ Duy Hải đấy được tự do, tất nhiên là ông Chí mà ông ấy là thực hiện đúng hết trách nhiệm của mình đấy, thì ông cũng có quyền là thả ngay, ra quyết định thả ngay, có đủ hết bằng chứng rồi, ngoại phạm rồi. Thế còn những cái vụ án khác đấy, những cái liên đới về cái ban chuyên án, bộ công an hoặc là bộ công an hay là các phiên tòa của sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, thế rồi là liên đới rất nhiều nhân vật cao cấp trong đảng, trong bộ máy công quyền, rồi trong các cơ quan tư pháp. Có thể nói rằng là đây là cái vụ án mà có thể nói rằng là rất nhiều những cái liên đới về trách nhiệm hình sự. Mà xét về mặt vĩ mô mà nói đấy, thì vì sao có cái vụ án bưu cục bò voi này, và vì sao đấy lại khó xử lý đến như vậy, thì theo chú vướng mắc chính đấy chính là cái hoạt động của tình báo Hà Nam đã cấu kết với cái nhóm nội xâm, xã hội đen cùng với các cơ quan tư pháp Việt Nam tạo nên cái vụ án đại kỳ án khủng chân này. Được Hải tự do đấy thì chính là tự do cho cái nền tư pháp nước nhà thoát khỏi cái cơn khủng hoảng. Cái vụ án đối với con này là cái giọt nước tràn ly, tôi đã nói rồi, của cái khủng hoảng tư pháp Việt Nam. Cho nên là gỡ không khéo đấy thì nó nổ banh hết, không đổ hết thì rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà tứ trụ vẫn im lặng, chưa có động thái gì cụ thể, mới chỉ có viện kiểm sát với vụ bảy sơ sơ vào cuộc thôi, mà mới chỉ là dung cả chúng trà cho cá nhảy thôi. Cái vụ mà vụ bảy về xác minh cái nhân chứng ngoại phạm cái vụ đám tang ông Hồ Chí đấy,
Cho nên sau đó thì cái 11 nhân chứng này đấy, thì là bị Bộ Công an vào điều tra xác minh. Thế nhưng mà là, thực ra là khủng bố tinh thần các nhân chứng này. Nói tóm lại tức là nếu Hải tự do đấy thì đồng nghĩa với là cả cái bộ ba tư pháp Long An đấy là phạm pháp với rất nhiều là tội danh, rất nhiều quan chức liên quan. Còn nhìn nhận một cách xa hơn, sâu rộng hơn đấy, thì nó có từ thời ông Trần Quốc Vượng, khi đó là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, thì sau đó là ông Nguyễn Hòa Bình, à Trung Hòa Bình, cũng đã từng là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, thì sau này là chánh án tòa án nhân dân tối cao, người liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, mà hiện nay đang là cái mục tiêu chính của chúng ta tấn công vào, với hy vọng là Trung ương sẽ phải xử lý và từ đó sẽ là trả tự do cho Hồ Duy Hải. Tôi nghĩ là áp lực của cộng đồng, của báo mạng, của các kênh YouTube, của Facebook, của tất cả mọi cái truyền thông về cả ngoài này thì rõ ràng vẫn không lay chuyển gì được. Trung ương hiện nay đang lo là trả lời thế nào cho cái đáp từ thế nào cho cái kháng nghị của cái tổ chức nhân quyền quốc tế. Đã có ba cái kháng nghị rồi, ba yêu cầu trả lời. Thế thì rõ ràng chúng ta phải tìm nút thắt. Đối với ông Chí thả tự do cho Hồ Duy Hải đấy, thì lập tức là cái bộ ba đáp phải bị khởi tố. Đơn kiện này nó rất là đơn giản thôi. Kiện một vấn đề tức là tố giác hay là tố cáo cái cơ quan điều tra đấy, ban chuyên án Long An đấy, là bắt vu khống, bắt trái luật. Dạ chú Kim ơi, mạng kém quá. Ôi, chú ơi. Thôi chú nghỉ. Dạ. Chú khác nói. Okay. Dạ. Để bữa khác chú nói tiếp nha. Rồi. Bây giờ là xoay quanh về cái nền tư pháp. Thế thì cái nền tư pháp thì bây giờ tôi đề nghị với lại chỗ anh Lê Minh Trí là anh ấy là một viện trưởng viện kiểm soát. Thì có thể là anh ấy quyết định cho cái nền tư pháp và bên chỗ anh Vương Đình Huệ quyết định cho cái nền tư pháp làm sao cho nó đi đúng với lại cái chủ trương và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi đề nghị Viện Kiểm sát và Quốc hội và chỗ Ủy ban Tư pháp Quốc hội, chỗ chị Lê Thị Nga, đề nghị với lại anh chỗ bên anh Lê Minh Khái hoàn tất luôn một bộ hồ sơ từ đầu đến cuối của cái vụ Long An và đưa ra khởi tố. Đấy, đưa ra khởi tố làm sai lệch hồ sơ và bắt người trái pháp luật. Căn cứ vào đó tôi đề nghị ba cái cấp, bốn cái cấp có thẩm quyền này thì đúng vào hồ chủ trương và theo yêu cầu của toàn bộ 98 triệu dân cộng đồng của mình và
bên nhân quyền quốc tế đã có những cái bản để nhà nước Việt Nam trả lời và luật pháp Việt Nam trả lời. Thì bây giờ đề nghị với các anh đi sâu vào vấn đề toàn phần đã sai lệch, đã dối trá, đã không đúng với cái quyền hạn của anh chánh án tòa án nhân dân tối cao đã thử 3 phiên tòa không đúng, vô thưởng vô phạt, không có một cái trách nhiệm gì đi sâu vào vấn đề, thì cái này là anh tự anh dựng lên để anh lập ra một cái phiên tòa để cho nhà nước bao nhiêu tiền của. Đấy, căn cứ vào đấy đã thấy mất bao nhiêu tiền của về 3 cái phiên tòa. Bởi vậy cho nên là tôi yêu cầu tất cả mọi ban ngành được thẩm quyền phải nhanh chóng tập trung toàn bộ hồ sơ khởi tố và truy bắt những kẻ cố tình trả đạp lên luật pháp, làm sai lệch hồ sơ, cố tình lập ra những cái phiên tòa rất là man dợ. Bởi vậy cho nên là tôi đề nghị với các anh phải thực tế, phải có trách nhiệm, phải có đầu óc để đi sâu vào cái vấn đề, làm cho nó rõ, đừng để cho bà con nhân dân trong những cái buổi tọa đàm của chúng tôi mà phản ánh đòi cái nền công lý và tư pháp Việt Nam văn minh. Thì đấy là qua ý kiến bổ sung thêm về cái buổi tọa đàm hôm nay như thế. Thì mời anh Lâm Thanh Bình. Dạ, con cảm ơn chú. Con mời chú Lâm Thanh Bình ạ. Rồi, cũng xin chào tất cả anh em trên tọa đàm của kênh của cháu Diễm TTC. Và cũng xin chào tất cả cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng đang theo dõi chương trình tọa đàm của kênh của cháu Diễm TTC. Một lời chào thân thương và đoàn kết nhất là để tiếp tục cái câu chuyện của vụ án Bù Cục Cầu Voi đối với cháu tử tù Hồ Duy Hải. Cái buổi tọa đàm hôm nay thì tôi cũng có cái ý kiến chia sẻ cùng với các anh em như sau. Thì theo tôi thì tôi cũng vừa nghe được cái anh Khiêm. Anh cũng nói là anh đưa ra một cái vụ án của Bù Cục Cầu Voi, tức là vụ án quan của cháu Hồ Duy Hải, là anh đưa vào một cái ví dụ như là một cái quả bom mà đã mấy năm về trước mà Mỹ để lại ở ngoài miền Bắc gì đó, là nó ẩn chứa cái một cái ngòi nổ mà không được các chuyên gia mà để tháo gỡ được. Thì muốn tháo gỡ một cái quả bom đó thì phải cần cái là những cái chuyên gia mà có chuyên nghiệp về ví dụ như là bên bộ quốc phòng mới là đầy đủ cơ sở để tháo được cái quả bom đó. Thì anh Khiêm nói lên một cái vụ án rất hay, bởi vì cái mục đích của quả bom là gì? Quả bom là một cái loại rất là nguy hiểm cho một cái sự tung phá cho nhân loại, là nó rất là xấu. Thì khi ta nhìn cái quả bom và cái vụ án Hồ Duy Hải thì hai cái này anh nêu ra là tôi thấy nó cũng giống như nhau. Ví dụ như là quả bom là mình nhìn thấy ở xa, từ xa là mình không dám đến rồi, tại vì cái quả bom đó là có thể nó chết người, và nó có sức phá, công phá của nó có thể giết tới cả là bất cứ trong đó là từng lớp nhân dân, trong đó là có dân, có đảng, có những cán bộ cao cấp. Mà nếu cái quả bom này mà nếu ta không khéo là nó sẽ nổ tung ra, là trong đó có đôi khi nó nổ kể cả là
là các nhà lãnh đạo của Việt Nam của chúng ta nổ, kể cả banh, kể cả là cái nền tư pháp của chúng ta nổ, cái banh kể cả là nền cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta. Thì ở đây anh Khiêm nói đó là một cái quả bom này đó, là tôi hình dung như là một cái vụ án vụ cuộc cầu voi, tức là vụ án của cháu Hồ Duy Hải, là tôi hình dung như là một cái quả bom đấy. Nếu mà cái quả bom á, vụ án vụ cuộc cầu voi á, là Hồ Duy Hải bị án quan như thế mà 13 năm chưa có tháo được cái ngòi nổ. Chưa có ai dám tháo được cái ngòi nổ. Mà nếu tháo cái ngòi nổ này á, là nó sẽ nổ. Nó nổ tung ra thì như thế nào ạ? Nó nổ tung ra thì chưa biết ai là người chết, ai là người sống. Đó. Mà nó sẽ liên lụy đến tới kể cả là một cái quốc gia. Đó, một cái quốc gia. Nên nó nhân dân từng lớp trong các nhà lãnh đạo, những anh, các anh cựu chiến binh, tất cả những người ta về hưu, người ta cũng nhận thấy đó là một cái vụ án đó, là nó rất xấu. Nó rất xấu như quả bom. Nhưng mà nói ngược lại á, thì nếu cái đường lối chủ trương của đảng và nhà nước ta cũng đâu có thua kém về các các nước trên thế giới. Mà nói về cái quả bom mà như Hồ Duy Hải, mà cái vụ án Hồ Duy Hải mà nói như ở nước Việt Nam của chúng ta mà không có người đến tháo được á, thì nói cái chuyện đó thì nó hơi khó hiểu một chút xíu. Nhưng không tháo được là nó có lý do là trong này nó có cái vấn đề. Ở đây tôi chưa nói gọi là tình báo Hoa Nam hay là có cái sự cài cắm của tình báo Hoa Nam. Tôi không nói. Mà tôi nói ở đây đó là một cái lý do là nó cơ cấu những cái thành phần xấu. Nó tụ tập lại để nó che chắn cho nhau, để nó giành một cái quyền lợi của tập đoàn nó tham nhũng. Thứ nhất tham nhũng, cái thứ hai nó bao che tội phạm, cái thứ ba nữa là nó giành chức giành quyền. Nó giành chức giành quyền, nó muốn thống trị như thế nào đó. Ở đây chúng ta nói thẳng là nó như vậy. Chứ đây chúng tôi chưa cần phải nói vấn đề Hoa Nam, vì cái vấn đề tình báo Hoa Nam á, thì cái đó là các nhà lãnh đạo của chúng ta cũng đã làm lãnh đạo thì phải hiểu cái tình báo Hoa Nam nó như thế nào. Không cần phải nhân dân chúng tôi phải nói. Nhân dân chúng tôi nói ở đây á, là nhân dân chúng tôi nói về cái công lý và công bằng trên cái pháp luật, hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói đây là dành lại một cái sự công bằng cho một cái người dân vô tội. Người dân vô tội tức là cháu Hồ Duy Hải. Thì ở đây ai nhìn thấy cũng là biết là quan sai. Cố tình bắt Hồ Duy Hải để làm một con dê thế thần, nó rõ ràng chứ không còn nói chối cãi gì nữa hết trơn á. Thì tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta đều thấy điều rõ. Thì anh Kim anh nói như thế á, thì tôi cũng cho rằng đó là anh dựa vào cái cơ sở quả bom á, thì tôi nghĩ đó là một cái anh nói cũng có một cái cơ sở. Nhưng mà nói về quả bom á, thì nói nó rất là tệ hại rồi đó. Tôi cũng nhất trí theo cái ý kiến của anh. Nhưng ở đây chúng ta là chúng ta cần thiết nhất là hỏi lý do nào. Nếu như chơi vụ án quan cháu Hồ Duy Hải thí dụ như là một quả bom, vậy đảng và nhà nước của chúng ta, các nhà lãnh đạo của chúng ta có đưa ra được cái chuyên ngành chuyên môn về bên cái pháp lý để đến để gỡ quả bom này không? Có không? Không lẽ đất nước chúng ta không thể không có cách nào để lại đến gỡ cái quả bom này? À, bây giờ đó là Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. À, bên ngành quân đội ở lực lượng của chúng ta là bao nhiêu mà chúng ta không làm được là bao nhiêu tá tướng, bao nhiêu sĩ quan, bao nhiêu cái trí não, bao nhiêu cái người là có trình độ và bao nhiêu người tá tướng cấp cao. Nhưng mà chúng ta có làm hay không nó mới là quan trọng thôi, chứ không phải là nói là không phải không gỡ được mà không tháo được. Mà bởi vì nó không tháo được là vì sao? Là vì bây giờ nó đã nhúng chàm vào cái vấn đề tham nhũng rồi giành chức, giành quyền với nhau, nó tranh giành với nhau, thành ra bây giờ là chưa tháo được. Nó nói thẳng là nó giành chức, giành quyền với nhau thôi, chứ còn không nói là ở đây là không phải là không tháo được. Cái pháp luật của Việt Nam chúng ta là luật pháp nó có sẵn, hiến pháp nó có sẵn. Ví dụ bây giờ đưa cho những anh em của chúng tôi đi. Chúng tôi không học lực ngày nào,
nói với vụ án hồi vừa nãy chúng tôi cứ cầm ôm bốn cái mấy cái bộ luật tố tụng hình sự đó ra chúng tôi xử cũng được thôi, chứ cần gì phải đi điều tra đâu. Tôi nói thẳng cứ ôm, tôi thí dụ tôi ôm mấy cuốn luật rồi tôi hỏi Lê Thành Trung trước nè, à, rồi tôi ôm cái cuốn luật đó tôi hỏi lại bà Trần Thi Nhanh trước là bây giờ bà làm cái tư cách bà cái hiểu cái cách làm như vậy đó, tôi lật ra bà làm vậy là nó vào cái khoảng mấy điều mấy, tôi lật cái bộ luật ra rồi tôi lại nói anh Lê Quang Hùng đó, anh xử tòa án hồi vừa nãy như thế đó, tôi lật cái bộ luật đó ra ngày mấy tháng mấy anh đã vi phạm vào điều mấy luật mấy, anh xử hồi vừa nãy đúng như thế nào. Tôi lật ra, tôi là người dốt, tôi chỉ cần ôm mấy cuốn bộ luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra cái cuốn luật mà anh Trương, anh Nguyễn Hòa Bình mà để đặt cái tay lên mà tiên thệ dưới cờ đỏ sao vàng, tôi ôm mấy cuốn luật đó đi tới tôi xử. Đấy là tôi ôm cái đó để là tôi đi tháo những cái ngòi nổ ở trong cái trái bom đi ra, tôi sẽ đi tháo những cái ngòi bò nổ trong trái bom của vụ án vô cục cầu ơi. Nó được chứ sao không được, nhưng mà chúng ta có làm hay không nó mới là quan trọng. Đảng ta có nhìn thấy được cái nỗi khổ của một người dân như thế nào hay không nó mới gọi là quan trọng. Đảng ta có thấy được cái hoàn cảnh của cái gia đình của cháu Hồ Duy Hải với gia đình của chị Loan á, có phải là một người dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không nó mới gọi là quan trọng. Có nhìn thấy không mới là quan trọng. Chứ không phải mà nói ở đây chúng ta cứ nói là cứ nói là lực rồi cứ anh này nói là lực này rồi anh kia nói lực kia rồi anh Nguyễn Hòa Bình thì cứ đưa ra cái lực lật ra thì không có anh nào dính với anh nào hết, rồi gia đình của nạn nhân thì Hồ Duy Hải với gia đình của mẹ Hồ Duy Hải là gia đình chị Loan thì nhà thì không có ở, đất không có ăn, gạo không có ăn, đất không có sống, gạo không có ăn. Con người ta thì ở tù 13 năm. Mà trong 13 năm nó qua bao nhiêu thời chủ tịch nước? Qua bao nhiêu thời chủ tịch nước? Bây giờ con người ta không có tội. Bây giờ đảng ta đi, đảng ta nhìn thấy đó. Bây giờ một cái sự lãnh đạo của một đất nước đó, mình chỉ cho một cái đường lối chủ trương của đảng và nhà nước đó, là lãnh đạo nhân dân. Mình lãnh đạo nhân dân thì mình lo cho nhân dân. Ví dụ giờ nhân dân nó nghèo hay là nó giờ đang nó bị Covid này là những gia đình khó khăn người ta phải đến vận động để là tìm mọi cách để giúp đỡ những người dân. Nhưng mà cái thằng cháu Hồ Duy Hải nó ở tù 13 năm nó không có tội gì hết, ở trong tù 13 năm mà không cứu nó là đi cứu cái gì nữa? Đi cứu ai nữa? Cứ đổ qua đổ lại, cứ lên quốc hội cứ nói qua nói lại mà cuối cùng cháu Hồ Duy Hải cũng là ở trong tù. Cũng vẫn là bị cùm chân. Nó tội gì? Mình phải biết mình làm lãnh đạo. Mình là một cái nhà lãnh đạo, mình là lãnh đạo thì mình phải nhìn thấy bây giờ Hồ Duy Hải nó tội vậy thì mình phải có cái sự đôn đốc, mình phải có cái sự chỉ đạo. Bây giờ cái thằng đó nó như vậy đó, nó quan như thế á. 13 năm nay nó kêu án nó tử hình 3 lần mà không tử hình nó thì xem lại coi nó như thế nào. Nó là một người dân, người con của gia đình có công với cách mạng, người cháu của gia đình có công với cách mạng, thì ở đây chúng ta có đảng, có cơ đồ ngày hôm nay á, để được có thủ tướng chính phủ, có là chủ tịch quốc hội, có chủ tịch nước, có tổng bí thư, thì cũng phải nhờ đến cái sự công ơn của các cái nhà cái gia đình có công với cách mạng như là bà nội, bên nội của Hồ Duy Hải và bên ngoại của Hồ Duy Hải là cũng có mẹ Việt Nam anh hùng, thì trong đó ít nhiều người ta cũng đã có công đóng góp vào cái đất nước như thế này mới có được cái cơ đồ ngày hôm nay, cho mới cắt cái nhà lãnh đạo của chúng ta ngồi đó mà để làm việc, thì chúng ta phải nhìn lại chứ. Bây giờ thí dụ cháu Hồ Duy Hải nó có tội thì đưa ra bằng chứng cơ sở, có đầy đủ cơ sở bằng chứng khoa học để mình xử nó. Còn nếu không thì mình tạo điều kiện mình thả nó. Còn cái vấn đề bưng bít che giấu cháu với nhau, tạo cái thành cái tập đoàn để cố tình giết Hồ Duy Hải là ở đây không thể chấp nhận được, thì chúng ta cần phải loại ra, chúng ta phải đưa ra khỏi. Thì ở đây chúng tôi đã nói cái gì chúng tôi đã hiểu biết và cái gì chúng tôi đã thấy ở trên cái mà ba cái cấp phiên tòa là
sơ thẩm và phúc thẩm và giám đốc thẩm là xét đối với tử tù hậu dạy, chúng tôi đã thấy như vậy. Thì ở đây nói dòng qua thì nói lại thì cũng là cũng anh Nguyễn Hòa Bình đã là ra một cái quyết định 05 để y án tử hình của cháu Hồ Duy Hải, là anh Nguyễn Hòa Bình đã là quy phạm vào cái điều 388 và 389 của Bộ luật tố tụng hình sự. Thì anh Nguyễn Hòa Bình không thể nào chối cãi được cái điều đó. À, anh phải chấp nhận anh đã vi phạm cái điều đó, thì anh lật ra cái bộ luật đó, anh cứ lật ra cái điều khoản đó thì anh vi phạm vào cái điều đó, thì anh coi là anh phải hình thức như thế nào, giải quyết như thế nào để cho cái sự vụ án này nó sáng tỏ. Anh không có chạy đâu khỏi anh Nguyễn Hòa Bình, anh không có chạy đâu khỏi với cái điều khoản đó hết đó. Và thêm một cái khoảng 2 điều 87 và 89, nó là cái điều đó là nó nói là coi như là trong đó là các nhân chứng vật chứng là không có thật, không có thật, toàn là ngụy tạo, toàn là giao thớt mua ngoài chợ, toàn là vu khống cho Hồ Duy Hải, là anh đã vi phạm vào điều vào khoảng 2 điều 87 và 89 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đó. Thì anh đã vi phạm là tôi nói sơ qua là anh rất là còn nhiều cái điều khoản nữa, nhưng mà tôi thời gian không có, tôi chỉ nói anh mấy cái điều khoản của cái ngày mà cái quyết định 05 của anh thôi, để cho anh thấy rõ được anh phải làm như thế nào, anh không thể chạy khỏi được cái điều luật này à. Nên anh phải đem một cái vụ án Hồ Duy Hải này ra, anh hủy bỏ một cái quyết định 05, anh phải xử để anh là lập lại một cái ngành tòa án, là nó nâng cao cái tầm mà pháp lý mới gì của anh đã tuyên thệ, anh đã hứa với nhân dân đó, thì anh nên làm. Còn đối với anh Lê Minh Chí á, thì tôi đã rất là tôn trọng anh rồi. Anh Lê Minh Chí là tôi không còn phải gì để nói gì, tôi rất là thần tượng anh. Cái cách làm việc của anh tôi rất là tôn trọng. Đối với anh Lê Minh Chí, nhưng tôi cũng yêu cầu anh là sớm xem lại cho cái vụ án của cháu Hồ Duy Hải á. Đối với nhìn lại gia đình của cháu Hồ Duy Hải và nhìn lại cái cháu Hồ Duy Hải đã 13 năm qua đã quá trời đau khổ rồi. Thì ở đây gia đình sống á, thì bây giờ là cũng không biết là kêu cứu nhà ai. Khi không biết kêu cứu nhà ai nữa thì bây giờ chỉ còn là tin tưởng chỗ anh Lê Minh Chí và cái chỗ là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Sớm hãy nhìn thẳng vào cái gia đình của cháu Hồ Duy Hải, tức là chị gia đình chị Loan á, và cháu Hồ Duy Hải đã 13 năm qua đã bị gặp một cái tai ương như thế rồi. Thì tôi cũng yêu cầu á, cái Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp Quốc hội và chỗ anh Lê Minh Chí á, là sớm có cái biện pháp đôn đốc và tìm ra một cái nguyên nhân nào đó để đem cái vụ án cháu Hồ Duy Hải ra để minh oang cho cháu càng sớm càng tốt. Bởi vì dân dân chúng tôi nó rất là xót xa dữ lắm rồi. Xót xa dữ rồi. Nghĩa là từ ngày 8 tháng 5 2020 đến nay là hơn một năm rồi. Mà cũng chưa có thấy gì hết. Cũng chưa có thấy gì để đối với gia đình của cháu Hồ Duy Hải hết. Thì ở đây á, hôm nay á, tôi lên cái buổi chia sẻ này á, thì tôi cũng nhằm cái mục đích là tôi đóng góp ý kiến của tôi để kêu gọi tất cả anh chị em nào yêu công lý á, cùng với nhau để có cái tiếng nói chung, để nhờ cái Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỗ Viện Kiểm soát tối cao đó, để sớm để đi vào xem xét cái vụ án cháu Hồ Duy Hải, để cho giúp cháu Hồ Duy Hải được minh oan cho cháu Hồ Duy Hải, để cho cháu Hồ Duy Hải để về với gia đình đó. Tôi ý kiến của tôi vậy. Hôm nay tôi cũng xin hết, mời anh em có ý kiến tiếp. Dạ, con cảm ơn chú.
Thì để mà chào cộng đồng anh em trên cộng đồng mạng, và cũng là chào tất cả bà con trong 36 tỉnh thành, 63 bà con cộng đồng nước ngoài. Thì nói chung ra ấy, thì đây nếu như mà căn cứ vào đây, nếu như tôi mà là chủ tịch quốc hội thì tôi căn cứ vào những cái điều luật anh Bình đã làm sai, tôi mổ xẻ, tôi khởi tố những người đã thi hành sai các cái bản án, và khởi tố những người làm sai, bắt sai người, bỏ lọt tội phạm. Đó, nếu như tôi là quốc hội, tôi sẽ làm đúng như thế. Thì cũng là để mà cho bà con thấy rõ được vấn đề là bây giờ cái vụ án này nó bức xúc và nó mang cái tính chất cả một cái cộng đồng đấy, và cả một cái nền tư pháp của Việt Nam, nó ảnh hưởng đến cái nền chính trị của Việt Nam nó như thế nào thì bà con chắc là thấy rõ. Bởi thế cho nên là hôm nay tôi kết thúc buổi tọa đàm hôm nay, là chúc toàn thể bà con và anh chị em kiều bào nước ngoài ta cố gắng chung tay vào với đảng, với nhân dân làm sao để chống cái dịch Covid này, đẩy lùi dịch Covid càng nhanh càng tốt. Thì xin hết. Xin cảm ơn các chú cựu chiến binh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các chú cựu chiến binh cùng quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều bình an và thân tâm thường an lạc.